mạc mắt của chúng ta bao gồm kết mạc nhãn cầu là lớp màng mỏng trong suốt ở bề mặt lòng trắng và kết mạc mi là lớp niêm mạc lót bên trong mi trên và mi dưới. Khi lớp niêm mạc này bị viêm do các tác nhân trong và ngoài cơ thể gây ra thì gọi là bệnh viêm kết mạc. Viêm kết mạc còn có tên gọi khác là đau mắt đỏ, biểu hiện rõ ràng nhất khi màu mắt của bệnh nhân chuyển đỏ. Bệnh thường xảy ra vào mùa xuân hè, có thể tái đi tái lại theo mùa và lây lan thành dịch. Thông thường, viêm kết mạc do 3 nguyên nhân chính gây ra, đó là do virus, do vi khuẩn và do dị ứng gây nên. Tùy vào tác nhân gây bệnh lại có những triệu chứng và biểu hiện khác nhau. Cụ thể, viêm kết mạc do virus là nguyên nhân hay gặp nhất, trong đó khoảng 80% là adenovirus. Bệnh dễ lây lan khi tiếp xúc trực tiếp với nước mắt bệnh nhân. Biểu hiện của loại viêm kết mạc này bao gồm việc kết mạc mắt chuyển đỏ, xuất hiện cảm giác ngứa, chảy nước mắt, cảm giác cộm sốn mắt, phù mi, có thể xuất hiện giả mạc ở mắt kèm theo, ho, hắt hơi, sốt, viêm họng, nổi hạch. Khi có biến chứng sẽ cảm thấy chói mắt, giảm thị lực, thâm nhiễm giác mạc, có thể bị một hoặc hai bên mắt. Bệnh có thể tự khỏi mà không cần điều trị, kết hợp chườm mát, rửa mắt bằng nước sạch, tránh khô mắt bằng cách nhỏ nước mắt nhân tạo kèm theo kháng sinh phòng bội nhiễm vi khuẩn. Thứ hai, viêm kết mạc do vi khuẩn. Bao gồm các loại vi khuẩn như tụ cầu, Haemophilus influenza, lây qua tiếp xúc dịch tiết hay vật dụng có dính dịch tiết chạm vào mắt. Bệnh nhân sẽ xuất hiện rỉ mắt, ghèn, màu xanh hay vàng dính hai mi mắt khi thức dậy kèm theo cảm giác ngứa và cộm mắt. Kết mạc mắt đỏ. Trường hợp nặng gây viêm loét giác mạc, giảm thị lực không phục hồi, có thể bị một hoặc cả hai bên mắt. Thứ ba, viêm kết mạc do dị ứng. Do tác nhân gây dị ứng như bụi, lông vật nuôi, phấn hoa, thuốc gây ra, xuất hiện trên những người có cơ địa dị ứng, tái đi tái lại theo mùa. Bệnh nhân sẽ chảy nước mắt, ngứa mắt nhiều, thường kèm theo viêm mũi dị ứng và đặc biệt hơn hai loại kia ở chỗ bệnh này sẽ xảy ra ở cả hai mắt. Viêm kết mạc do dị ứng không lây, nhưng muốn điều trị dứt điểm, phải tìm được tác nhân gây dị ứng. Bệnh nhân bị viêm kết mạc dù do bất kỳ nguyên nhân nào cũng cần để ý những điều sau. Trong vòng một tuần sau khi hết bệnh, viêm kết mạc vẫn có khả năng lây cho người khác. Vì vậy cần giữ gìn vệ sinh cá nhân thật tốt, rửa tay kỹ, chú ý thói quen sinh hoạt. Tuyệt đối không dụi mắt, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử trong thời gian bị viêm kết mạc, nên để mắt nghỉ ngơi, thư giãn tốt. Tránh thức khuya, cần ngủ đủ giấc. Tránh các nơi có khói, bụi, gió. Tránh day, dụi mắt vì dễ gây các biến chứng nguy hiểm cho giác mạc. Tránh bơi, tránh để nước bẩn hóa chất vào mắt khi đang bị bệnh. Nếu cơ địa bệnh nhân bị dị ứng với loại thức ăn gì, kể cả dị ứng nhẹ thì cũng không nên ăn nhóm thực phẩm đó trong khi bị viêm kết mạc. Vị cay của thực phẩm dễ làm chảy nước mắt, gây khó chịu đối với người bệnh viêm kết mạc, vì vậy nên kiêng những gia vị như ớt, tiêu. Để phòng tránh bệnh viêm kết mạc, nhất là trong thời điểm có dấu hiệu bùng phát của dịch bệnh như hiện nay, mọi người cần lưu ý. Sử dụng khăn mặt, vật dụng cá nhân riêng trong nhà và nơi học tập, làm việc. Không dụi mắt, che miệng mũi khi hắt hơi. Rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hàng ngày, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với người bệnh. Cẩn trọng khi sử dụng kính áp tròng, cần được khám và tư vấn bởi bác sĩ khi có các triệu chứng khó chịu ở mắt. Mang kính bảo vệ mắt khi ra ngoài hoặc làm việc trong môi trường nhiều khói bụi, hóa chất. Tăng cường bổ sung vitamin A, vitamin C, vitamin E thông qua chế độ ăn uống với các thực phẩm như cam, quýt, cà rốt, khoai lang, bí ngô, cá hồi, hạt hạnh nhân, bông cải xanh. Mong rằng thông qua video này, các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình trong mùa dịch đau mắt đỏ như hiện nay. Thank you.